ngày này cách đây 110 năm trước, trên quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình, đã sinh ra một nhân tài kiệt xuất cho đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đã có nhiều cuốn sách, nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài báo viết về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tên tuổi của ông không chỉ được khắc ghi trong lịch sử dân tộc mà còn lừng danh thế giới. Nhưng trên tất cả, hình ảnh về ông luôn ngời sáng trong lòng người dân Việt Nam. Ông là một vị tướng huyền thoại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường được gọi là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Bác Hồ đã từng viết, cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta. Vì từ ngày thành lập đội Nam Tiến đến nay, Đảng và Chính phủ đã ủy thác cho đồng chí Giáp và một số cán bộ phụ trách tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo quân đội ta. Đến sau này, không một quân chủng, binh chủng nào được xây dựng, trưởng thành mà không mang dấu ấn của ông. Tài thao lược vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện cùng những chiến thắng lẫy lừng của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó phải kể đến một quyết định ông tự cho là khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của mình. Đó là quyết định kéo pháo xa, chuyển phương châm chiến lược từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc trong trận Điện Biên Phủ. Quyết định đó đã mang lại chiến thắng lẫy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng đây là một cái quyết định hết sức kịp thời, chính xác và đúng đắn. Nó thể hiện cái tài mưu lược của đại tướng. Và với cái quyết định này thì chúng ta đã có đầy đủ thời gian để mà chuẩn bị về kế hoạch, về tổ chức lực lượng, bố trí lực lượng và các cái yếu tố bảo đảm khác, để rồi chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện đánh chắc, tiến chắc. Bước vào kháng chiến chống Mỹ, Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chi Thành đã xây dựng một quân đội vững về chính trị, mạnh về quân sự, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc chiến tranh dần dần. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ đạo mở tuyến đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển. Trong chiến lược Hồ Chí Minh lịch sử, vào giờ phút quyết định ngày 7 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký bức điện khẩn, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, sốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Thời báo châu Á Times Asia khi giới thiệu các anh hùng châu Á nhằm tôn vinh các nhân vật nổi tiếng, cũng đã bầu chọn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong ba nhân vật đã làm thay đổi cục diện châu lục trong những thập niên gần đây. Là đại tướng đầu tiên trong quân đội khi mới 37 tuổi, mãi mãi là vị tướng huyền thoại trong lòng mỗi người dân Việt Nam.